Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Từ thiện Xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cung kính giới thiệu Hòa thượng Thích Đạo Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh. Cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh. Cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Chánh văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tham dự chứng minh buổi lễ có chư Tôn Đức trong Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Hà Nam và một số tỉnh thành có giới tử tham dự cầu giới hôm nay. Quý vị là hai hội đồng giới sư, quý vị nghiệp sư của các giới tử. Đặc biệt buổi lễ vô cùng vinh dự được đón tiếp quý vị đại biểu, lãnh đạo các cấp các ngành. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Vũ Ngọc Tuấn, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh. Ông Nguyễn Đăng Kiên, Phó trưởng Ban Điều hành Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh. Cùng quý vị đại biểu, đại diện các cơ quan ban ngành, đặc biệt là sự hiện diện và khát khao cầu giới của 215 giới tử, ban tổ phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí, ban tổ chức xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa liệt quý vị, thay mặt ban tổ chức, chúng con xin báo cáo sơ lược công tác tổ chức đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ 10. Căn cứ điều 28, 29, 30, 31 và 32 chương 7 nội quy Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam quy định về việc tổ chức đại giới đàn, được sự chấp thuận của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại công văn 243 CP HDTS ngày 30 tháng 11 2018 và sự chấp thuận của Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh về việc chấp thuận tổ chức đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ 10. Căn cứ kế hoạch công tác Phật sự 2018 của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, nhằm tạo điều kiện cho tăng ni tỉnh nhà có đầy đủ giới phẩm trong việc tu học theo luật Phật chế để trang nghiêm tự thân, trang nghiêm giáo hội, nhằm tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức, duy trì mệnh mạch của Phật pháp. Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ 10. Thay mặt ban tổ chức, chúng con xin báo cáo công tác tổ chức đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ 10 như sau. Thứ nhất, mục đích ý nghĩa. Đại giới đàn là nghi thức truyền thống của đạo Phật, là hình thức yết ma tăng để trao truyền giới pháp cho các giới tử thủ giới theo đúng luật Phật chế. Mục đích của giới luật Phật chế là để phòng và tránh điều ác, thực hiện các điều thiện, hay nói cách khác là tránh nghiệp ác, tạo nghiệp thiện. Vì vậy, từ xa xưa, đại giới đàn Phật giáo được coi là tuyển Phật trường tuyển của người tu Phật và làm Phật. Ý nghĩa, giới tử sau khi khảo hạch, đạt tiêu chuẩn theo luật Phật chế và tăng chế sẽ được hội đồng giới sư truyền giới. Sau khi được truyền giới, thủ giới đúng pháp, sẽ đắc giới và từ đấy giữ gìn giới pháp của chư Phật, trở thành Như Lai sứ giả tu học và hoằng truyền chính pháp lợi ích cho tự thân và tha nhân. Đại giới đàn do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức mang tên Trúc Lâm Tam Tổ với hạnh nguyện cho các giới tử luôn luôn học tập tấm gương hạnh tuệ của ba vị tổ sư Phật giáo Trúc Lâm là Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Tôn giả Pháp Loa và Tôn giả Huyền Quang. Từ đó phấn đấu trên con đường tu học, phụng sự đạo pháp và dân tộc, kế truyền mệnh mạch Phật pháp của lịch đại tổ sư, viết tiếp trang sử vẻ vang của Phật giáo Việt Nam. Về thời gian và địa điểm, thời gian trong 2 ngày mùng 9 mùng 10 tháng 12 2018, tức ngày mùng 3 mùng 4 tháng 12 năm Mậu Tuất. Địa điểm được tổ chức tại trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, chùa Trình, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Về điều kiện thọ giới của các giới tử đã xuất gia trong hệ thống giáo hội các cấp quản lý. Giới tử xin thủ giới tỷ khiêu ni hồi đủ các quy định 31 Điều 31 chương 7 nội quy Ban Tăng sự Trung ương, tuổi đời từ 20 đến 60 tuổi, không vi phạm pháp luật nhà nước, có các căn đầy đủ, không mắc các bệnh truyền nhiễm, đã thủ giới sa di tăng và thức xoa ma ni đối với ni đã được các cấp giáo hội chứng nhận và phải trung tuyển kỳ thi sơ khảo của đại giới đàn. Còn giới tử xin thủ giới sa di, sa di ni và thức xoa phải hồi đủ điều kiện quy định tại điều 32 chương 7 nội quy Ban Tăng sự Trung ương, tuổi đời từ 15 đến 60, không vi phạm pháp luật nhà nước, có các căn đầy đủ, không mắc bệnh truyền nhiễm và tâm thần,
đã xuất gia tu học một thời gian nhất định, đã được thầy tổ và ban trị sự Phật giáo cấp huyện, thị xã, thành phố xác nhận thuộc hai thời công phu và 24 thiên uy nghi đã trúng tuyển khảo hạch của giới đàn. Về hồ sơ thủ giới, có đơn xin thủ giới theo mẫu quy định của Phật giáo Quảng Ninh, có sơ yếu lý lịch xác nhận của chính quyền địa phương, có bản copy giấy chứng nhận xuất gia, là bản copy chứng điệp thủ giới nếu là giới tử thủ đại giới, bản copy các chứng chỉ bằng cấp cao nhất, giấy khám sức khỏe của trung tâm y tế, có ảnh để làm các thủ tục giấy tờ. Về tổ chức đại giới đàn, ban tổ chức đại giới đàn do ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh thành lập gồm 15 vị, do Thượng tọa Thích Thanh Quyết, trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh làm trưởng ban tổ chức. Về thành phần giới tử, giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ 10 bao gồm 215 vị, trong đó cầu giới tỷ khiêu 50 vị, cầu giới tỷ khiêu ni 60 vị, cầu giới sa di 45. Cầu giới sa di ni 60. Trong đó giới tử thuộc tỉnh Quảng Ninh bao gồm 131 vị, tỷ khiêu 27, tỷ khiêu ni 42, sa di 18, sa di ni 44. Ngoài tỉnh gửi hồ sơ xin phép thủ giới gồm có 84 vị, tỷ khiêu 23, tỷ khiêu ni 18 vị, sa di 27 và sa di ni 16 vị. Trong tỉnh ngoài thì đến từ 8 địa phương khác nhau, trong đó đông nhất là tỉnh Hà Nam 30 vị. Về hội đồng giới sư, ban tổ chức đại giới đàn xin nhất tâm cung thỉnh Hòa thượng Đàn Đầu, trưởng lão Hòa thượng Thượng Thanh Hà Dũng, phó pháp chủ, chánh thư ký Hội đồng chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Yết Ma, Hòa thượng Thượng Thanh Hà Nhiễu, phó chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Giáo thụ, Hòa thượng Thường Quảng Hạ Tùng, phó chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thất vị tôn chứng tăng già: 1. Hòa thượng Thích Đạo Quang, 2. Thượng tọa Thích Thanh Quyết, 3. Thượng tọa Thích Thiền Hưởng, 4. Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, 5. Thượng tọa Thích Đạo Hiển, 6. Thượng tọa Thích Thanh Lịch và 7. Thượng tọa Thích Hiển Tiện. Điển lễ giới đàn tăng: Đại đức Thích Quảng Bảo, Đại đức Thích Thanh Năng. Về hội đồng giới sư ni, Đàn Đầu Hòa thượng ni, ni trưởng Thượng Đàm Hà Bản, Yết Ma ni sư Thượng Đàm Hà Thanh và Giáo thụ ni sư Thượng Hạnh Hà Nhã. Tôn vị thất vị tôn chứng giới đàn ni: 1. Ni sư Thích Đàm Minh, 2. Ni sư Thích Đàm Đạt, 3. Ni sư Thích Đàm Hướng, 4. Ni sư Thích Đàm Thục, 5. Ni sư Thích Đàm Huy, 6. Ni sư Thích Tịnh Nguyệt, 7. Ni sư Thích Tịnh Nguyên. Điển lễ giới đàn ni: Sư cô Thích Đàm Linh và Sư cô Thích Lâm Trường ở Tường. Chương trình thủ giới đại giới đàn: ngày mùng 6, ngày mùng 7, ngày mùng 8 tháng 12 năm 2018, tất cả các giới tử tập trung và hành sám. Ngày mùng 9 tháng 12 2018, các giới tử khảo hạch các giới tử. Và ngày mùng 10 tháng 12 2018, tổ chức khai mạc và đăng đàn trao truyền giới pháp. Buổi sáng 4 giờ khóa lễ sáng, 8 giờ khai mạc đại giới đàn, 8 giờ 30 cung thỉnh chư tôn đức quang lâm lễ Phật tại chính điện chùa Trình. Và sau đó chính thức đăng đàn trao truyền thụ. Giới đàn tăng tổ chức tại chính điện chùa Trình, giới đàn ni tổ chức tại nhà tổ chùa Trình. Buổi sáng dự kiến truyền thụ giới sa di, sa di ni và thức xoa. Buổi chiều truyền thụ giới tỷ khiêu và tỷ khiêu ni. Trên đây là công tác tổ chức đại giới đàn Tam Tổ Trúc Lâm lần thứ 9. Thay mặt ban tổ chức, con xin tác bạch ngưỡng mong trên chư tôn đức chứng minh, chư tôn đức hai hội đồng giới sư chứng minh, các giới tử và quý đại biểu liễu chi. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đại biểu, việc tiếp tăng độ chúng góp phần hoằng truyền chính pháp là niềm vui lớn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và đó cũng là cái niềm chứng minh cái sự phát triển vượt bậc của Phật giáo Việt Nam và Phật giáo tỉnh Quảng Ninh. Về tham dự buổi lễ hôm nay có quý vị đại biểu, lãnh đạo các cấp các ngành,
Vào giờ phút này, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đăng Kiên, Phó trưởng ban điều hành Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh, thay mặt các cơ quan của tỉnh phát biểu ý kiến chúc mừng buổi lễ. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dũng, Phó pháp chủ kiêm chánh thư ký Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính thưa Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính thưa Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính thưa thượng tọa Thích Thanh Quyết, Phó chủ tịch Hội đồng trị sự, trưởng ban Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh. Kính thưa thượng tọa Thích Đạo Quang, Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa chư tôn giáo phẩm, chư đại đức ni trưởng, ni sư, đại đức tăng ni cùng toàn thể quý vị. Trong không khí thanh tịnh trang nghiêm, Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa kết hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức thành công đại lễ tưởng niệm 710 năm ngày Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn. Hôm nay, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức Đại giới đàn Phật giáo, giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ 10 cho hơn 200 tăng ni trong và ngoài tỉnh. Đây là công tác Phật sự quan trọng trong năm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh. Thay mặt cho lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh và nhân danh cá nhân, có lời chào trân trọng và gửi tới quý vị đại biểu khách quý, chư tôn đức giáo phẩm, chư hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức tăng ni và các giới tử cùng quý vị có mặt tại đây, lời chúc mừng tốt đẹp nhất và chúc đại giới đàn Trúc Lâm lần thứ 10 thành công tốt đẹp. Kính thưa các quý vị đại biểu, đại giới đàn Trúc Lâm được mang tên của ba vị tổ thiền Trúc Lâm, đó là dòng thiền thuần Việt đã trải qua hơn 700 năm thăng trầm của lịch sử, nhưng nguồn mạch không bao giờ khô cạn, vẫn còn trường tồn đến hơn 700 năm qua và sẽ còn tồn tại mãi mai sau. Tại đới giới đàn này, các giới tử sẽ được thụ giới tỷ khiêu ni, sa di, sa di ni. Đây là niềm vinh hạnh ghi nhận những thành quả trong bước đường tu học phụng đạo của các giới tử. Các giới tử cũng là người được tiếp nối mạng mạch Phật Pháp, truyền đăng tục diệp, tiếp ngọn lửa hương từ bi, trí tuệ của Phật Tổ, giữ gìn và phát huy giá trị tinh hoa của Phật giáo. Hôm nay, tại giới đàn này, các tăng ni được thọ tỳ khiêu ni, sa di, sa di ni. Đây chính là thế hệ tăng ni trẻ bổ sung cho Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong thời gian tới, tiếp tục khẳng định vị thế của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh trong thời đại hội nhập và phát triển. Tôi hy vọng các tăng ni tiếp tục tu học, tu dưỡng nội điển, ngoại điển và sẽ tiếp kế nghiệp các bậc tôn túc trưởng thượng để tiếp tục hoằng dương chính pháp, đưa Phật giáo tỉnh Quảng Ninh nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung ngày càng phát triển và ổn định, xứng đáng với vai trò là hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tôi tin tưởng rằng các tăng ni sau khi được thụ, được tam sư tôn chứng trao truyền cho giới tử, các giới tử được thọ nhập giới pháp để trang nghiêm giáo hội, xây dựng đạo tràng, để về các chùa tiếp tục no tu tập bản thân để nâng cao đức hạnh cũng như giới pháp và các mặt tiếp tục để noi gương các bậc đạo cao đức trọng bằng các việc làm cụ thể, cứu khổ độ sinh, hoằng dương chính pháp, lợi lạc quần sinh và thực hiện đúng phương châm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội. Trong hoạt động tôn giáo luôn luôn thực hiện đúng hiến chương giáo hội, nội quy ban tăng sự và các quy định của pháp luật, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng văn minh, giàu đẹp. Một lần nữa xin kính chúc chư tôn túc giáo phẩm, hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức tăng ni cùng quý vị đại biểu sức khỏe thành công.
Kính thưa, hôm nay ban tôn giáo về có nặng hoa tươi thắm để xin chúc mừng cho đại lễ. Xin cảm ơn. Ban tổ chức xin cung thỉnh Thượng tọa Thích Thanh Lịch, Phó trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh, Phó ban tổ chức đại lễ nhận lãng hoa tươi thắm của ban tôn giáo tỉnh Quảng Ninh chúc mừng. Thay mặt ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn bài ý kiến phát biểu của ông Phó trưởng ban điều hành ban tôn giáo tỉnh Quảng Ninh. Chúng tôi tin rằng với cái truyền thống hộ quốc an dân, đặc biệt đấy là cái tinh thần của Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử sẽ là cái khởi nguồn, sẽ là những cái điều tinh túy nhất để tất cả các giới tử trong đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ này học tập, phấn đấu, tu tập, ngõ hầu, báo đền ân đức của chư Phật, chư Tổ và tiếp nối mạng mạch Phật giáo Việt Nam luôn luôn ích đạo lợi đời. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn quý vị lãnh đạo các cấp tỉnh Quảng Ninh. Chúc các vị sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Xin trân trọng cảm ơn. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, giờ phút này là giờ phút trang nghiêm. Ban tổ chức trân trọng kính mời quý vị nghiệp sư của các giới tử ra để tác bạch cầu giới cho các giới tử. Do cái hội trường này tương đối chật cho nên xin cung thỉnh ba vị giới sư thay mặt cho các giới sư ra để tác bạch cầu giới cho các giới tử. Và xin trân trọng kính mời tất cả các vị nghiệp sư đứng lên trang nghiêm. Các giới tử cũng phải đứng lên, quỳ, các giới tử ấy quỳ đi. Hội trường chật quá nên các vị quỳ xuống. Xin cung thỉnh Thượng tọa Thích Thanh Lịch, Thượng tọa Thích Hiển Thiện và Thượng tọa Thích Nguyên Quảng Bảo thay mặt cho các vị nghiệp sư ra tác bạch cầu giới lên hai hội đồng giới sư. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên hai hội đồng giới sư tăng, giới sư ly, chúng con là các thầy nghiệp sư của các giới tử có duyên sự đầu thành đỉnh lễ, chúng con xin tác bạch ạ. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên hội đồng giới sư tăng, hội đồng giới sư ly, trong những năm vừa qua chúng con có xúc dưỡng được các đệ tử vừa qua đã được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức Đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ 10. Và hôm nay chúng con được cung thỉnh hội đồng giới sư tăng, hội đồng giới sư ly quang lâm về tại trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đăng đàng trao truyền giới châu tuệ mệnh cho các giới tử chúng con. Và thời giờ này các thầy nghiệp sư chúng con vô cùng cảm kích trước sự hiện diện của hội đồng giới sư tăng, hội đồng giới sư ly, và chúng con xin đê đầu đỉnh lễ trên hai hội đồng giới sư hoan hỷ quang lâm để trao truyền giới châu tuệ mệnh cho các đệ tử chúng con. Chúng con xin đầu thành đỉnh lễ, nhất tâm đỉnh lễ ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên hai hội đồng giới sư, các hòa thượng đã từ bi hứa khả niệm Phật tác chứng cho các nghiệp sư chúng con rồi. Chúng con xin nhất nhất đầu thành đỉnh lễ bái tạ tam bái ạ.
Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn tri ân các thầy nghiệp sư. Tiếp theo chương trình là nghi thức cầu giới của các giới tử. Ban tổ chức đề nghị tất cả các giới tử quỳ lên trang nghiêm để chính thức tác pháp cầu giới cho các vị cầu giới, các thầy giới sư. Đề nghị ba vị giới tử tiêu biểu ngồi hàng trên sẽ thay mặt cho hết thảy các giới tử tăng ni để chính thức tác pháp bạch pháp để cầu giới. A Di Đà Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn đức, trong hai hội đồng giới sư, chúng con toàn thể giới tử xin đầu thành đỉnh lễ dâng lời tác bạch. Kính bạch trên chư tôn đức, trong hai hội đồng giới sư, chúng con nhờ túc phúc nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp, sinh ra được làm người, lớn lên được gặp Phật Pháp, được sự tế độ của thầy tổ chúng con, được xuất gia tu Phật. Nay được biết Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh khai mở Đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ 10. Chúng con từng nghe giới luật là mạng mạch của Phật Pháp, giới luật còn là Phật Pháp còn, nên chúng con đã tha thiết xin phép thầy tổ và đã được các cấp Giáo hội Phật giáo địa phương đồng ý xin được cầu giới tại giới đàn này. Vào giờ này, đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, trước hoàng y rực rỡ và dung nhan giải thoát của chư tôn đức, toàn thể giới tử chúng con nhất tâm đỉnh lễ chư tôn đức hai hội đồng, xin cầu giới pháp vô thượng giải thoát của chư Phật. Ngưỡng mong chư tôn đức vị lòng từ bi thương xót, hứa khả trao truyền giới pháp để hàng giới tử chúng con được ân chiêm công đức. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Trúc Lâm Tam Tổ, Điều Ngự Giác Hoàng, Tịnh Tuệ Thiền Sư. Kính bạch Hòa Thượng Trưởng Lão Thích Thanh Dũng, Phó Pháp Chủ kiêm Chánh Thư Ký Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bạch chư tôn đức trong hai hội đồng giới sư. Hôm nay Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức Đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ 10. Hàng năm thì chúng tôi được biết là Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh có sau khi tổ chức lễ huy kỵ của Đức Tổ thì có sau đó thì có giới đàn, thì năm nay cũng như vậy. Thế Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cũng đã xin phép Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và được các cấp chính quyền chấp thuận cho Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh tổ chức Đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ 10. Cũng như là các Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng các tỉnh đã có những các giới tử để gửi về tỉnh Quảng Ninh để thụ giới. Hôm nay thì chúng tôi cũng xin thưa luôn, hôm nay nói là có 215 giới tử là Tỳ Khiêu, Tỳ Khiêu Ni, Sa Di, Sức Xoa Ma La, Sa Di Ni. Thế nhưng mà đây cũng là một cái mà chúng tôi nói để các vị cũng để biết. Cần cầu giới pháp là một cái rất là quan trọng. Cũng như là những cái lời tác bạch của các quý thầy, cũng như là cái lời mà của ông Phó Ban Tôn Giáo cũng đã phát biểu. Thì chúng ta những 215 giới tử đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh, ban tổ chức, thế rồi các thầy nghiệp sư, giới tử, thì phải cần cầu giới pháp là mình phải đi đến tận nơi. Cho nên đây là cái mà chúng tôi nhắc để các vị giới tử cũng như là các quý thầy nghiệp sư với lại các vị là cũng phải nên giữ cho nó đúng phép. Cho nên hôm nay thì được ngày lành tháng tốt thì Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức Đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ 10. Hôm nay các vị là nghiệp sư rồi các giới tử ra để đỉnh lễ và bái chào
trên chư tôn túc hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni trong hai hội đồng và xin trao truyền giới châu tuệ mạng cho các hàng giới tử. Thì quý hòa thượng trong hội đồng giới sư cũng hoan hỷ chứng minh và chúc cho các vị là sẽ cố gắng tinh tiến tu hành trên bước đường tu tập để mà hoàng dương Phật pháp lại lạc quần sinh, để cho Phật pháp được cửu trụ lâu dài ở thế gian. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Trên chư tôn đức hai hội đồng đã hoan hỷ hứa khả cho rồi, toàn thể giới tử chúng con xin y giáo phụng hành đầu thành đỉnh lễ cúng dường tam bái. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đại biểu, nghi thức khai mạc đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ đến đây đã được thành tựu viên mãn. Ban tổ chức xin thành tâm cung thỉnh chư tôn đức, quý đại biểu, quý giới tử đứng lên trang nghiêm làm lễ hồi hướng. Sau nghi thức hồi hướng, xin cung thỉnh chư tôn đức hai hội đồng về tại khách đường để các giới tử chuẩn bị xếp ngay ngắn hai hàng từ nhà khách cho lên chính điện cung ruốc chư tôn đức quang lâm trao truyền tác pháp, trao truyền giới pháp. A Di Đà Phật. Nguyện Thế Tôn Đức Phổ Cập Ư Nhất Thiết Na Đẳng chúng sinh giai cộng thành Phật đạo. Xin cung thỉnh chư tôn đức hồi quy khách đường. Đề nghị các vị giới tử đứng thành